Vụ việc game thủ 21 tuổi họ Lưu, nickname Mèo Béo quyên sinh thời gian vừa qua gây xôn xao mạng xã hội. Sau khi chị gái của Mèo Béo công bố đoạn tin nhắn của em trai và bạn gái, nhiều người đổ xô chỉ trích cô gái trẻ nhẫn tâm để người yêu phải ra đi ở tuổi 21. Tuy nhiên, kết quả điều tra từ cảnh sát Trùng Khánh được công bố hôm 19 tháng 5 đã hé lộ sự thật. Theo đó, vào tối ngày 19 tháng 5 theo giờ địa phương, Chi nhánh công an quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã chính thức công bố kết quả điều tra sự thật vụ việc nam thanh niên nói trên. Theo thông tin từ cảnh sát Trùng Khánh, mèo béo và bạn gái hẹn hò được hơn 2 năm và từng gặp gỡ người thân, bạn bè của nhau. Về tiền bạc, mèo béo đã chuyển khoản 317 lần cho bạn gái, tổng số tiền 799.000 nhân dân tệ, tương đương 2,8 tỷ đồng. Bạn gái của anh cũng chuyển khoản lại 179 lần với số tiền 463.000 nhân dân tệ, tương đương 1,6 tỷ đồng. Cô cũng không nhân danh tình yêu để lừa gạt tài sản của bạn trai nên không cấu thành tội lừa đảo. Những thông tin điều tra còn cho thấy chị gái của mèo béo đã thao túng dư luận, dùng mọi cách để câu tương tác trên mạng xã hội. Cô dùng một tài khoản để tưởng nhớ em trai và một tài khoản khác để tố cáo bạn gái của em. Người chị gái này cũng thuê người viết bài cho mình để lấy sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Cô còn tìm cách khiến nhiều người cho rằng bạn gái của mèo béo là kẻ đào mỏ. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc xử lý hành vi của người chị gái theo quy định của pháp luật. Cái chết của mèo béo là một bi kịch không ai muốn và chuyện tình cảm của anh và bạn gái hoàn toàn là chuyện riêng tư giữa hai người. Người ngoài khó có thể phán đoán đúng sai và biết được những vướng mắc giữa họ về chi tiết các giao dịch kinh tế, người ngoài không có cách nào biết được cho đến khi kết quả điều tra được công bố. Vụ việc mèo béo nhắc nhở rằng, khi đối mặt với những chủ đề nóng trên mạng xã hội, chúng ta cần phải bình tĩnh phân biệt, nhận diện đúng sai, xem xét thông tin hai chiều. Nếu chưa nắm chắc thông tin, không nên đưa ra ý kiến chủ quan của mình để nhận định, đánh giá. Mới đây, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tờ trình về quy định mức thu lệ phí trong việc thực hiện thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 5 loại hồ sơ sẽ được miễn phí khi làm thủ tục trực tuyến từ ngày 29 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến bằng 0%, tức là 0 đồng đối với 5 loại lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Năm loại lệ phí trên gồm: lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất, lệ phí cấp giấy phép xây dựng. Mục đích là khuyến khích người dân doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến theo chủ trương của thành phố, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục cần thiết mà không cần trực tiếp đến trụ sở cơ quan hành chính khi có nhu cầu. sau nghi vấn bị lộ đề tại khu vực Việt Nam, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Toán Châu Á-Thái Bình Dương quyết định hủy vòng 1 kỳ thi này tại Việt Nam, hoàn trả lại lệ phí thi. Trên trang web của Ban tổ chức kỳ thi APMOPS tại Việt Nam phát đi thông báo, do những tình huống bất khả kháng và sau khi thông báo với các đối tác ở Việt Nam, Ban tổ chức đã quyết định hủy vòng 1 kỳ thi APMOPS tại Việt Nam. Trước đó vào ngày 20 tháng 4, ban tổ chức cũng cho phép các học sinh Việt Nam có thể làm bài thi qua hình thức online ngay tại nhà, thông qua website và ứng dụng của cuộc thi. Sau đó, một trung tâm dạy toán tiếng Anh tại Hà Nội biết việc này trên YouTube và cũng đã tổ chức chữa luôn đề thi này theo đường link đó cho các học sinh lớp ôn luyện thi Olympic Toán Châu Á-Thái Bình Dương. APMOPS Up là kỳ thi được tổ chức hàng năm bởi Học viện Hoa Trang Singapore. Kỳ thi này được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2009. Từng được đánh giá là di tích khảo cổ quốc gia hiếm ở Việt Nam và Đông Nam Á với hàng nghìn hiện vật được tìm thấy. Thế nhưng hiện nay hang Đồng Trương, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn của tỉnh Nghệ An đang có nguy cơ bị lãng quên và thậm chí có thể trở thành phế tích nếu không được quan tâm và bảo tồn. Năm 2024, hang Đồng Trương được khai quật, phát hiện hàng nghìn di vật đồ đá, đồng, sắt, đất nung, xương động vật, vỏ ốc 12 ngôi mộ cổ chôn theo hình bó gối với niên đại từ 10 đến 12 nghìn năm và nhiều dấu tích cho thấy sự xuất hiện của con người tiền sử, sơ sử thuộc văn hóa hòa bình và văn hóa Đông Sơn. Hiện tại thì đang còn là, nguyên là các cái xương như xương cốt, rồi là một số cái răng vật trùng, là như vòng tay, rồi các thứ nó nó bị vơ vùn. Thì cái nguyên nhân chúng tôi cũng rõ, dân địa phương thì gọi là hàng xương người. Nhưng mà đối với các chi tiết sau khi khai quật và bàn giao địa phương quản lý thì người ta đặt là cái hàng đúng trước. Đến nay thì là một số cái nội dung đại xuống cấp thì mong muốn của chính quyền địa phương thì rất mong là các cấp chính quyền, các sở ban ngành quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, đặc biệt là về cái kinh phí để chúng tôi là có cái cơ sở để làm như biển bảng, rồi là công tác bảo vệ, cũng như là... À, bảo quản các cái hãng màu đảm bảo để làm cái cơ sở cho cái điểm du lịch cũng như là cái tấm linh sau này. Năm 2017, hang Đồng Trương được công nhận di tích quốc gia. Tuy nhiên cho đến hàng mới được bảo vệ quá sơ sài, có nguy cơ trở thành phế tích. Trước cửa hàng có hàng rào sắt và dây thép gai đã hoen gì. Bảng chỉ dẫn cũ kỹ đặt một bên vách đá, trong lòng hang có cả rác thải, dấu chân bò nhiều chỗ bị đào sới, vỏ sò trồi lên khỏi mặt đất. Chị Ủy ban huyền đã à, à, đang xây dựng cả cái phương án và tư trinh, xây dựng một số cái hàng mục để đặc biệt là trưng bày cả cái di chỉ khảo hộp để đảm bảo nơi là à, để cho là nhân dân cũng như học sinh và du khách thập phương đến để, để là tham quan và tìm hiểu về cái di chỉ khảo cổ học tại cái hang đông trướng trước thực trạng này rất mong các sở ban ngành quan tâm bảo tồn để di tích quốc gia hàng đồng trương trở thành điểm du lịch thu hút du khách và cả chuyên gia đến tham quan nghiên cứu giá trị lịch sử văn hóa khảo cổ Hiện nay đang có tình trạng nhiều căn hộ tái định cư được đầu tư rất nhiều tiền nhưng lại bỏ không gây lãng phí, nhất là trong bối cảnh nhu cầu nhà ở không ngừng tăng, vượt quá nguồn cung hiện hữu. Trong khi đó hàng chục ngàn căn hộ phục vụ cho việc tái định cư đã hoàn thiện lại đang bị bỏ hoang, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách của nhà nước mỗi năm. Chỉ tính riêng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì có ít nhất là 18.000 căn hộ tái định cư đang bị bỏ hoang, không người đến ở và tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng để bảo trì bảo dưỡng mỗi năm. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, về hiện trạng có 174 khu nhà tái định cư đang được sử dụng với tổng số hơn 14.200 căn hộ và khoảng 4.000 căn chung cư vẫn còn bỏ hoang. Có những dự án tái định cư người dân đã về ở nhưng diện tích kinh doanh dịch vụ cũng vẫn bị bỏ trống nhiều năm nay, không có đơn vị nào thuê sử dụng thương mại. Còn theo thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương này hiện có hơn 14.000 căn hộ tái định cư bỏ trống, tập trung nhiều nhất tại khu tái định cư Bình Khánh, quận 2 với hơn 12.000 căn hộ và tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh với hơn 2.000 căn hộ. Theo thống kê của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, trung bình mỗi năm ở tỉnh một đô thị đặc biệt thiếu hụt ít nhất 50.000 căn hộ, việc hàng chục nghìn căn hộ bỏ hoang trong khi nhiều người dân không có nhà ở là hiện tượng bất hợp lý.